Hello, xin chào anh em. Chào anh em đến trên channel game mobile của mình nhá. Và hôm nay mình review cho anh em tướng rất là xinh, đó là Pomod Hancock. Ok, đấy, Pomod Hancock này đấy. Đây là phần 2 của nó. Và đây mình chỉ luôn cho anh em cách lên đồ và lên skill của bạn này nhá. Anh em là muốn review tướng hay là nhân vật nào của mình thích thì cứ bảo mình nhá, mình sẽ review cho anh em. Đấy, an toàn, mình không có scam ai cả. Đây là skill này. Đấy anh em thấy chưa? Và mình tí mình sẽ test tất cả skill cho anh em nhé, để nhìn xem có đẹp nào nhá. Thôi mình cứ chuyển cái đây cho anh em nhìn nhá. Đấy. Những cái nào max anh em nhìn chưa đấy, cộng cần cộng những cái gì này. Ok. Thôi mình sẽ chuyển những skill này đầu tiên để chơi coi như để cho anh em nhìn cho thích xong chuyển dần lên. Okay. Cái này AOE này, ok. Thử vào test trận nào rồi nhỉ? Okay. Mình sẽ đi vào đây. Đi vào phần này đi. Từ từ, mình phải bỏ mấy nhân vật kia ra chứ test nhiều nhìn nó loạn lắm. Xong. Set to play. Bây giờ có thể vào thử coi. Thử vào hát xem nào. Ủa? Mình chưa hiểu bạn ấy lên đồ kiểu gì mà sao. Ok. Đến đây thôi đúng không? Ok, đây, ở đây challenge luôn này. Thử một mình bạn này xem nào nhá, nếu không được thì mình lại đổi sang chỗ khác. Auto đi. Đấy nhanh chưa? Úi xồi. Chắc bị bắn không sao rồi. Ui đọc phết đấy, đừng đùa. Tiếp theo nào. Chiêu nào ấy. Wow, nhìn đéo anh em. Nhìn chiêu sau sẽ ra ulti đúng không nhỉ? Ulti, sao mình không ấn được ulti? Đừng vào skip ulti của mình nhá. Kể tiếp ạ. Cứ đi đi. Không hiểu đi là như nào. Hé. Mình chỉ hiểu. Hơi khó mày. Ok, không sao, tí nữa mình sẽ đổi kia khác xem nào. Ok, thử sắc kia khác anh em nhé. Xem nào, skill khác cho anh em nhìn. Nói gì mình không hiểu, kệ đi. Trường là trường final này. Ok, thay lên cái này xem mình không biết có đổi được không. Trường này không đổi được này. À, trường bắn tim này. Đúng, bắn tim là final thôi, final một trước đi. Trường này không đổi được, trường này không đổi được, trường này không. Biết đổi được trường gì. Hình như chỉ được thế thôi anh em ạ. Thử hai trường final được không? Được, ok. Xem đánh đoạn nào khó khó tí nhỉ? Cái này chắc được đấy. Bắn tí. Ui giời. Thích không anh em? Ui gần chết rồi anh em ạ.
hai ulti là chết à sao? Ủa đi đi. Ủa sao xinh rồi. Thế đã xong. Ok, mình đổi nốt cái chiêu gì kia xem nào. Cái này vừa bắn tim này rồi đúng không nhỉ? Cái này cũng xong rồi. Thế là hết rồi anh em ạ. Mình vẫn chỉ hiểu cái này là như nào. AOE cái này là đánh như nào. Để mình thử lại xem. Ok, bỏ hết trường đi. Cho một cái trường này vào thôi. Ok, tiếp theo cái này là như nào. Đấy, đừng chết nhá. Mình chưa thử được skill. Ôi gần chết rồi anh em ơi. Ôi mắt đi. Trong ở chỗ thấp hơn rồi. Thôi rồi. Thử lại xem nào. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Phải thử lại thôi anh em. Có lại chép chép tờ này đi cho nhà. Okay, thử xem ạ. Đau. Ai bắn phụ nữ thế? Mười sâu rồi mà không biết làm gì. Ui. À hình như trưởng này như kiểu passive hay sao đâu anh em. Mình không biết thật mình chưa dùng chứ. Mình hình dung nó phải đẹp lắm chứ nhỉ. Ok, để mình thử lại nào. Ok, và bây giờ mình thử lại tất cả skill xem nào. Thử lại cái skill đấy xem nha. Không ăn được, thôi kệ đi. Ủa sao không ăn được ulti nhỉ? Đấy, muốn ăn ulti mà. Không ăn được ulti anh em ạ. Ok, mình không hiểu lắm ulti. Ở đây. Úi dồi, úi dồi. Ulti đây anh em. Đẹp chưa? Ua. Ok, chào mừng anh em nha. Bye bye. Đừng quên like, subscribe cho mình nha.